Tản Mạn Ninh Bình, nơi bạn tìm thấy chính mình và những giá trị chân thực của cuộc sống. Từ phòng thu của báo Ninh Bình, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục podcast Tản Mạn Ninh Bình của báo Ninh Bình điện tử, phát sóng vào 9 giờ sáng ngày thứ bảy hàng tuần tại địa chỉ website baoninhbinh.org.vn, các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, kênh YouTube và trang fanpage Facebook của báo Ninh Bình. Tôi là Minh Quang sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn. Tản Mạn Ninh Bình là nơi chia sẻ những góc nhìn cuộc sống, những dòng cảm xúc, lời tự sự, thông qua trang viết ngắn gọn, hàm xúc, khắc họa nét chấm phá độc đáo, tinh tế, mang dấu ấn cá nhân sâu sắc của vùng đất và con người Ninh Bình. Trong số phát sóng tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe những lời tâm sự của tác giả Hạ Như qua tản văn, cà phê và những gia vị cuộc sống qua giọng đọc Thu Thảo. Như một thói quen không thể bỏ, sáng nào tôi cũng nhâm nhi một ly cà phê để bắt đầu một ngày mới. Nhưng tôi không cố định một loại cà phê nào. Hôm thì đen đá không đường, hôm thì cà phê muối, có hôm lại thêm tí vị sữa chua. Nhưng cũng có hôm thì lại chuyển sang hương vị Tây như cappuccino hay latte. Uống loại cà phê nào mỗi buổi sáng tùy vào tâm trạng và tùy công việc ngày hôm đó. Có người bảo như thế là thiếu sự thủy chung, vì uống cà phê là đam mê, là sự trung tình với một thức uống duy nhất. Nhưng với tôi, cà phê như những sắc thái cuộc sống, đa dạng, phức tạp, nhưng vị nào tôi cũng muốn trải qua, hương nào cũng muốn trải nghiệm, kể cả ngọt ngào lẫn cay đắng, có khi là chua chát. Có lúc ấm nồng như ly cà phê trứng, có khi lại lạnh giá như một cốc cà phê miền Nam nhiều đá. Bởi đó mới là cuộc sống. Với những biến động không ngừng, và mình luôn phải nỗ lực vươn lên từng ngày nếu muốn có dư vị đọng lại là vị ngọt. Sáng nay, tôi uống một ly cà phê đen sau khi đọc rất nhiều những tin tức về điểm tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi đăng ký vào các trường đại học, rồi định hướng nghề nghiệp cho con cái. Rất nhiều. Chặng đường phía trước sau khi biết điểm thi, thậm chí là biết trường nào mình sẽ học, còn gian nan lắm và không màu hồng như tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường. Mỗi em sẽ có một con đường riêng, những trải nghiệm riêng và cách bước vào cuộc sống tự lập của mình khác nhau. Nhưng mỗi mảnh đời riêng đó đều sẽ gặp những sắc thái cuộc sống của mình, đủ cả ngọt, bùi, chua, cay. Đủ những hỉ, nộ, ái ố. Có những người đủ bản lĩnh mà bước tiếp. Nhưng cũng có những người chỉ sống như tồn tại, giống như khi bắt đầu uống cà phê, gặp phải một ly đen không đường và không chịu nổi vị đắng của nó mà từ bỏ. Cũng có những người sẽ bắt đầu cuộc sống với một ly cà phê sữa ngọt ngào, để rồi dần thích nghi với vị đắng của cà phê, rồi dần tạo cho mình sức đề kháng với cuộc sống, coi những vị chua, chát, đắng, cay là những gia vị không thể thiếu. Bởi cuộc sống không ngọt ngào như sữa, không màu hồng như tiểu thuyết ngôn tình, mà nó khá trần trụi, nhiều khi nghẹt thở đến xót xa. Có những nỗi đau thầm lặng như những giọt cà phê cứ vô tình rỏ xuống. Nên biết đến những sắc thái cuộc sống càng sớm càng tốt, để trưởng thành hơn, để không bị những cú sốc, để có thể hòa hợp với những gia vị đó. Dù bạn có là một đứa trẻ được nuông chiều hay bị cho vào khuôn khổ từ nhỏ, dù bạn có sinh ra trong một gia đình có điều kiện hay phải bắt đầu từ số 0, bạn sẽ biến số 0 thành số 10 tròn trĩnh nếu bạn dung hòa được những gia vị cuộc sống, cân bằng nó và làm chủ nó giống như một nghệ nhân. Càng trưởng thành, tôi càng trân quý những bài học, những gia vị mà cuộc sống đã mang lại,
dù nhiều khi phải chảy nước mắt, nhiều khi tưởng là các cánh cửa cuộc đời đã khép lại. Tôi bình thản hơn với những biến cố cuộc đời, vững tâm hơn trước những lời thị phi và càng ngày càng sống thật với những khát khao từ bên trong mình, với những ước mơ tuổi trẻ để trở thành một người bình thường nhưng không tầm thường. Thói quen uống cà phê của tôi bắt đầu từ những chuỗi ngày rối ren không lối thoát mà cuộc sống đưa đến cho tôi. Và tôi cảm nhận được từng tầng của vị cà phê, sống chậm cùng những giọt cà phê rơi. Thậm chí là tìm được lời giải cho bài toán nào đó trong đời khi bên những ly cà phê đủ cung bậc gia vị đó. Có những lần tôi đã từng uống 5 ly cà phê với 5 hương vị khác nhau để lựa chọn một hướng đi, để suy xét xem nên hay không nên, dừng lại hay bước tiếp. Ngã rẽ này sẽ đưa mình đến cung bậc nào, đắng cay hay ngọt ngào. Chính vì vậy, cà phê đối với tôi không chỉ là một thức uống, nó còn là một tri kỷ, là khi tôi có thể đối diện với chính mình để bước tiếp và nhiều khi là để quyết định. Tri kỷ trong cuộc sống khó tìm hơn người yêu hay bạn đời. Bởi thế, cà phê là tri kỷ, là điểm đến, là chọn lựa của tôi mỗi khi mệt mỏi và cần một lối thoát. Cũng có thể cà phê là cô đơn, cũng có thể là niềm vui, lại cũng có khi là những niềm đau. Điều quan trọng là bạn thưởng thức ly cà phê đó như thế nào, giống như cách bạn sống cuộc sống của mình, tự tin và độc lập, mạnh mẽ và can trường, mềm mại nhưng không yếu đuối. Cà phê như những gia vị cuộc sống, muôn hình muôn vẻ nhưng sẽ làm cho cuộc sống của bạn không đơn sắc, mà mỗi ngày trôi qua lại thêm ý nghĩa để thấy rằng mình đang sống chứ không phải đang tồn tại. Chương trình tuần này đến đây là kết thúc. Mời quý vị và các bạn đón nghe số tiếp theo phát sóng vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần trên kênh podcast Tản Mạn Ninh Bình của báo Ninh Bình Điện Tử. Góc nhìn cuộc sống của bạn là gì? Bạn có suy tư tâm sự gì? Hãy chia sẻ và cộng tác với chúng tôi qua địa chỉ baoninhbinh.org.vn hoặc trên fanpage Báo Ninh Bình để chúng ta cùng khắc họa sắc màu đa dạng của cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại!